một chủ lực của đối phương, trong đó có con Corki của Chovy, trong một khoảng thời gian khi mà cú siêu cuối đến từ Nautilus sẽ là một hiệu khống chế chắc chắn trúng vào người của đối phương. Và như vậy là ý đồ chiến thuật đến từ cả hai bên cũng đều đã rõ. Đối với Gen.G, họ sẽ dùng con Zeke của Ophelia để đánh thủ hòa khâu đường dưới và giữ trụ lâu nhất có thể. Vâng, và bán thi đấu đầu tiên trong cuộc đụng độ lượt về giữa T1 và Gen.G, hai đội tuyển đang đứng đầu và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng chính thức được diễn ra. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh là Gen.G đang bị thiếu đi Ruler do bị dương tính với Covid-19 và đang tạm thời phải thay thế bằng một Ophelia, một tân binh lấy từ đội Challenger lên, và main role của anh ta là đứng giữa. Và như vậy là T1 sẽ có chiêu cuối thủy lô tầm nhiệt của Keria ở trong pha giao tranh này. Gen.G thì đang cố gắng tổ chức những pha cẩu mẫu trước, và họ đang nhắm vào Honor, người bị mất cũng chỉ khoảng chừng 15% máu mà thôi. Pha bắn Big Wall vào đội của Chovy không thành công. Hai bên vẫn đang giành giữ nhau ở khu vực hang sứ giả một cách vô cùng căng thẳng. Và Keria đang vào vị trí để có thể tung ra cú móc. Anh ta chắc chắn là muốn nhắm vào một ai đó bên phía Gen.G, và đó là Lehen, người được chọn buộc phải tốc biến bỏ chạy, nhưng chiến công đầu đã có cho T1. Thực sự thì đó là một góc di chuyển rất khó cho bên phía Gen.G. Cái tình huống họ di chuyển ở tại cái khu vực nhỏ hẹp như vậy, bị cái lựu đạn ma hỏa đến từ Gumayusi khép hoặc hoàn toàn. Đó là hai phép bổ trợ của Gumayusi không còn. Nhưng bên phía của Gen.G cũng không có những công cụ mở. Công cụ mở của họ phụ thuộc cực kỳ nhiều vào Lehen, và anh ta chỉ cấp độ 5 mà thôi. Và đó chính là điểm hạn chế của việc pick Corki ở tại thời điểm này. Những gì mà Gen.G gỡ lại được đó chính là một con rồng nguyên tố. Nó sẽ bị bỏ đến từ bên phía T1 mà thôi. T1 sẽ không có đủ tài nguyên để giao tranh, và họ có lẽ cũng sẽ hài lòng với việc đánh đổi như vậy. Đây là một động thái mang tính chất gỡ gạt đến từ Gen.G mà thôi, chứ họ cũng không muốn việc mất đi con sứ giả một chút xíu nào trước đội hình bên phía của T1. Và để xem liệu rằng con sứ giả đầu tiên sẽ mang lại gì cho bên phía của T1. Còn ở đường trên thì bắt đầu có những cái trang bị hạn chế bớt sức sát thương của dây như là giày thép gai, thì Doran bắt đầu có những pha tự tin hơn. Đường giữa là 2-2, Chovy đã buộc phải lui về sóng âm trũng, nhưng Vidat không thể nào quay trở lại tấn công Honor được. Anh ta thua sát thương quá nhiều và buộc phải lui về với hơn 100 máu. Và Honor đã buộc đối phương phải tốc biển. Tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp đang nhắm vào chỗ của... Và đó là Chovy hứng rồi. Chính xác là pha đứt flat đến từ vị trí của Honor đứng trên băng trụ đến từ Doran. Quá mạo hiểm. 200 máu còn lại và anh ta buộc phải lui về. Còn combo không? Không, không còn. Rất đáng tiếc. Tứ giả được thả khu vực đường giữa. Binet đang quay trở lại khu vực này, anh ta không còn nổ long cước, sóng âm không trúng ở Faker, và né rất nhẹ. Hai hỗ trợ cũng đang di chuyển dần ra khu đường giữa, đang trở thành điểm nóng khi mà nó đang tập trung rất đông thành viên của cả hai bên. Còn Zeus, góc đứng hiện tại của anh ta. Ôi, ôi. Nhanh thế nhờ. Ui. Cái pha đó là Zeus biết rồi ta. Lợi thế cho T1 bắt đầu rõ ràng hơn rất là nhiều khi họ đã xử lý được con sứ giả khu vực đường giữa, đem về tổng cộng là 4 lớp giáp trụ. Chiến công đầu, rồi sau đó là một mạng nữa mà Zed có được ở khu vực đường trên. Bây giờ thì họ đổi Bumesui lên khu vực đường trên, cố gắng đi trước một nhịp. Honor đang bị tấn công, anh ta không còn tốc biển nữa, nhưng có Keria ở đây. Thái Dương hạ sang được sử dụng, Chovy có mặt, sát thương dồn vào, và ngay lập tức bắn nguyệt thương được dùng. Nhưng Honor vẫn sẽ phải nằm xuống, trong khi đó Gumesui đang có khoảng trống để có thể bắn được kích cung phong đinh lao lên. Binet còn một chấm máu bỏ chạy, nhưng Lehen thì không về được. Những điểm hạ gục liên tục đang thuộc về bên phía của T1. Và Binet còn một chấm máu đang lùi về. Keria cố gắng tiếp cận, Zed đang chờ đợi cơ hội của mình để có thể bắn xuyên qua lính, nhưng không có góc. Bây giờ thì cánh để lẻ của Gen.G đang gặp những cái khó khăn, đặc biệt là cánh của Doran. Chovy tôi nghĩ rằng với cái tầm hoạt động tốt của một con Corki thì anh ta vẫn có thể sẽ duy trì được khả năng farm ở đường cánh ổn. Nhưng Doran thì không, anh ta đang phải kêu gọi thêm cả xuất hiện đến từ Lehen nữa. Và tấn công ở khu vực đường trên, bên phía Gen.G đang tập trung vào Zed, người đang không có tốc biến. Pha dịch chuyển hỗ trợ đến từ Faker, liệu có kịp hay không? Đây nó kịp. Và không có điểm hạ gục cho Gen.G. Keria đang chặn đường về của Lehen, người còn tốc biến nhưng mà anh ta đang bị giữ chân lại. Faker bắt đầu tiếp cận, thủy lô tùm nhiệt được sử dụng, rất nhiều CC được tung ra. Và Lehen bị giữ chân tại chỗ trong một khoảng thời gian quá dài. Cú sức thứ hai được tung ra và Lehen đã buông tay ra khỏi bàn phím, đang cố gắng di chuyển về trụ thêm một nhịp nữa, nhưng điểm hạ gục dành cho Faker. Khoảng trống có dành cho Chovy để bào trụ khu đường dưới, cộng với đó là một con rồng dành cho Phoenix, nhưng tất nhiên họ cũng sẽ có những cái giá phải trả tại cánh trên mà thôi. Tình huống nằm xuống đến từ bộ đội Doran cộng với Lehen mang lại 2 hạ gục cho bên phía của T1, cộng với đó là một con sứ giả thứ hai của ván đấu cũng đã thuộc về cho Honor. Bây giờ thì họ hoàn toàn có thể có được trụ một khu đường trên mà không cần tới con sứ giả. Sứ giả có lẽ sẽ được tận dụng xuống trụ một khu đường dưới của bên phía Gen.G. Một đường trên cũng mới thi đấu được một khoảng thời gian không phải là quá dài tại LCK, nhưng những gì mà rất là thể hiện cho thấy
cái độ già dặn hơn tuổi của anh ta. Không ít những lần tấn công của Gen Z trong ván thi đấu này, ở trong khoảng thời gian ban đầu và đến ra giữa trận, họ vẫn thường xuyên nhắm tới anh ta. Nhưng rớt vẫn chưa một lần nằm xuống với một cây đầy đẹp là 3-0-0 và một chỉ số farm hoàn toàn vượt trội so với người chơi cùng đường, đó là Doran. Bây giờ thì con sứ giả của T1 được thả nhưng nó chưa cần hút thì trụ một đường dưới đã bị phá hủy rồi. Và nó sẽ hút được vào cái trụ hai đường dưới của bên phía Genji. Rất nhiều thành viên của T1 đang ở đây và bên phía Genji không đủ tài nguyên để có thể phòng ngự được. Họ đang mất Doran ở cánh trên cố gắng lấy cái trụ một. Họ phải chấp nhận mất trụ hai đường dưới ở khoảng thời điểm khá là sớm. Một lượng tiền lớn vừa được đẩy cho bên phía của T1 ở trong pha đẩy trụ đó. Việc mất đi trụ một khu vực đường trên đối với phía T1 có lẽ cũng là điều mà họ xác định. Chờ đợi việc Jovi có được từ ngưỡng 2 trang bị trở lên, 3 trang bị và bên ta bị chậm với cái kiếm răng cưa để có thể tung ra những pha kéo máu. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc lại là hiện tại thì Koki cũng đã bị giảm sức mạnh khá là nhiều rồi. Doran đang đứng trình ở vòng tối và anh ta dùng luôn cả thần cá sấu để có thể uy hiếp, nhưng Keria đang có mặt ở đây. Phần còn lại của Genji tới quá trễ và Doran chẳng uy hiếp được đối phương. Anh ta mất rất nhiều máu và tạm thời phải lui về. Gumesi đang có mặt, Chovy tự nhiên đứng giữa đội hình của T1 và anh ta phạm một sai lầm cực kỳ lớn. Điểm hạ gục tiếp theo dành cho T1 và bây giờ thì họ làm gì đây? Nổ lông cước đang sẵn sàng để có thể dùng để bỏ chạy chứ không phải để tấn công. Keria đang ngắm nghía và anh ta đang giữ chiêu lại, anh ta kéo được vào và đó là Binet bị giữ chân. Và sau đó thì Chovy, xin lỗi bạn, đó là Ophelia có được điểm hạ gục, nhưng cái giá phải trả là Lehen cũng phải đi luôn. Và T1 vẫn lời trong pha này, Binet quay ngược trở lại và ta dứt điểm được Zed. Honor đang hỗ trợ Gumesi để có thể bắn được và sát thương dứt điểm từ xạ thủ của T1 chưa có. Trong khoảng thời gian này phải cơ đẩy đường giữa. Tình huống giao tranh thiếu người đến từ phía T1 khi họ không quyết định dùng cú dịch chuyển của Faker để tiếp cận tình huống giao tranh này, mà thay vào đó họ để anh ta đẩy tại khu đường giữa. Nỗ lực rất lớn đến từ hai carry của bên phía Genji, đó là Chovy và Ophelia, để farm với một cái chỉ số khá là đáng nể, bởi vì chúng ta thấy đây là một ván đấu mà cũng có khá nhiều sự kiện chứ không phải là một ván đấu chỉ tập trung ở đường để có thể farm. Cả hai đều đạt tới ngưỡng 200 chỉ số lính, nhưng vấn đề là họ cũng không vượt trội hơn bao nhiêu so với một carry khác của bên phía T1, đó là Gumayoshi cả. Chỉ có một người nãy giờ đang có những pha di chuyển và dịch chuyển nhiều ra hai cánh để hỗ trợ những pha giao tranh ở Faker thì đang tuột lại về chỉ số farm so với những người khác ở trong đội mà thôi. Nhưng anh ta cũng sẽ được bù lại với 224 chỉ số lính của Zed. Tổng cộng thì T1 vẫn đang dẫn trước khá là nhiều và họ bắt đầu chuyển hướng qua một mục tiêu mà nãy giờ họ chưa có được, là con rồng nguyên tố đầu tiên. Có lẽ những gì mà Genji hy vọng vào vẫn sẽ là đội hình đánh về cuối ván đấu với khả năng cấu rìa đến từ Koki cho tài của Chovy. Đội hình của T1 thì cũng bắt đầu có kháng phép rồi. Họ biết được rằng lượng sát thương đến từ Koki sẽ là rất lớn, cộng với Zeke nữa. Những giày thủy ngân, những cái kiếm răng cưa và cả cái áo choàng tím cũng đã được lên. Không chính xác là cái áo choàng vải cũng đã được lên. Và Wow. Nhìn thì nó rất là mạo hiểm nhưng mà họ tính toán sát thương là vừa đủ. Phi Đức nằm xuống rồi. Anh ta thật là không có kháng phép. Dịch chuyển đến từ Doran. Genji bắt buộc phải can thiệp vào pha Baron này dù họ không có rừng. Doran di chuyển tới Keria đang đứng chặn và ta tốc biến thẳng vào giữa bốn người của Genji bởi vì họ đang hơn người chẳng gì phải sợ cả. Đồng hồ được sử dụng, Gumesi bắt đầu bắn và khi mà anh ta hưng phấn thì toàn bộ đội hình của Genji có khả năng nằm xuống. Xạ thủ của T1 đang lao lên bắn liên tục và Doran đã buộc phải tốc biến bỏ chạy. Lehen phía bên này thì ta không còn tốc biến nữa và đó là hai xác dành cho bên phía của T1. Doran còn một chậm mau, Faker lao lên dứt điểm anh ta và sau đó giật ngược về với đồng đội của mình. Ván đấu này có lẽ đã có kết quả. Mọi thứ đang trôi quá nhanh khỏi tầm tay của Genji. Bây giờ thì Phoenix đang về nhà và đi bộ trở ra. Không, chính xác ta vừa xuống bảng đếm số. Chovy mới đang là người về nhà và trở ra với dịch chuyển. Chovy cùng với Phoenix liệu rằng có đủ khả năng giữ lại cả Baron này không? Đây, cú hậu thể tiếp cận nhưng sóng âm trúng Keria. Và anh ta có được điểm hạ gục nhưng cái giá phải trả là anh ta nằm xuống. Chovy lao thẳng vào với gói hàng và bắn đưa vào Gumayoshi. Sau đó thì anh ta tấn công tiếp. Honor ra đã đẩy được Chovy ra. Ít nhất Chovy thành công trong việc ngăn chặn pha Baron của bên phía T1. Baker biến ảnh qua tường. Chovy không còn nhiều tài nguyên nữa. Anh ta đang kêu gọi Ophelia tới hỗ trợ cho mình. Và đó là hàng hạ gục dành cho Faker nhưng Chovy cũng lấy được mạng của đối phương. T1 đang hơi mạo hiểm một tí. Binet cũng đã có mặt ở đây. Doran đang di chuyển về từ cánh dưới. Và T1 biết rằng mình đang mạo hiểm, họ buộc phải lui ra. Có được khoảng trống, bên phía Genji đẩy vào khu vực đường giữa, đang có hy vọng lấy được cái trụ đầu tiên dành cho họ ở khu vực này. Với Zeke thì họ hoàn toàn có thể có sát thương lên trụ rất tốt với gói chất nổ và họ đã có được nó. Phần nào đó đòi lại một chút những gì đã mất trong khoảng thời gian vừa qua. Keria bắt đầu bấm mở à? Bắt Lehen, người bị hất tung lên, sợi xích của Faker đã hụt. Zeke nghe được sát thương vào tuyến sau của Genji. Và Genji vẫn lui về được nhưng mục tiêu lớn nhất của họ trong khoảng thời gian vừa qua đã được hoàn thành, đó là trụ 1 ở khu vực đường giữa. Để có thể hạn chế bước khả năng kiểm soát đến từ T1. Đây là một ván đấu mà Faker đang thi đấu với kỹ năng cực kỳ
cao khi mà né được rất nhiều chiêu của đối phương. Sự tự tin giúp cho Faker liên tục có những tình huống bước lên cao để gây sức ép, và hiện tại lập lang của anh ta cũng đã có tới 4 mạng hạ gục. Lượng sát thương đến từ lập lang của Faker hiện tại thì nó đủ sức để khiến cho những chủ lực bên phía của Gen Z cần phải rất quan tâm đến vị trí đứng của anh ta trong các pha giao tranh. Nếu như bạn vẫn có thể, ví dụ với Lee Sin thì bạn phải có những pha tiếp cận tuyến sau đối phương và đá mục tiêu quan trọng về để đảm bảo được chất lượng của Lee Sin. Pha này thì Doran đang bị tấn công và ta bị kéo gần như là hết máu. Tên lửa đạn đạo đã dứt điểm. Đó là sát thương cuối cùng đến từ Faker. Kira vẫn đang di chuyển tới. Lehen là người bị kéo lại. Và khi mỗi cú móc Monel thành công thì có mạng dành cho T1. Là Ebaron, tôi nghĩ là họ sẽ là Ebaron mà thôi. Lợi thế hơn người trên phía T1 là quá lớn. Và đây là lý do vì sao tôi nói rằng họ sẽ làm điều đó liên tục. Họ có thể ép một lần thất bại, họ có thể ép lần thứ hai thất bại, nhưng họ sẽ làm nó liên tục với lợi thế hiện tại mà họ đang có trước đối phương. Còn Phoenix, vị trí đứng quay ta đã bị lộ rồi. Và anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy, mạng hạ gục dành cho Zeus. Bên phía T1 đang kiểm soát hoàn toàn khu vực Baron này, nhưng khá nhiều thành viên của họ đang thấp máu. Genji quyết định không thể nào can thiệp được nữa, và Baron đầu tiên của ván đấu phút 28 dành cho T1. Đến bây giờ thì Doran và Vinat mới bắt đầu lên được kháng phép. Họ phải ưu tiên lên cái vũ điệu tử thần là trang bị lớn thứ hai để hạn chế bớt lượng sát thương đến từ Zeus cũng như là Gumball Si cùng Ioner. Sự sát thương vật lý rất là lớn đến từ phía T1, nhưng chưa hoàn thành được xong kiếm răng cưa thì cũng không thể nào đảm bảo rằng họ chịu nổi lượng sát thương đến từ con lập lăng 514 của Faker. Dịch chuyển được sử dụng từ Doran vào trụ ba đường giữa để cố gắng phòng ngự, nhưng bùa lợi Baron đang giúp cho con xe đứng phía ngoài để có thể áp lực vào nó. T1 đang áp lực ở cả hai cửa. Binet không di chuyển ra được khi mà Kerea là người đứng chặn. Mumasi dính khá nhiều sát thương và ta buộc phải lui về. Sóng âm không trúng, T1 đang mất khá nhiều lợi thế ở cánh trên và đang phải lui. Không có nhiều khả năng hồi phục đối với Gumayushi và anh ta bắt buộc phải bấm B về. Con Baron đầu tiên của ván đấu thì T1 đang dùng nó để ăn được thêm một công trình nữa. Đó là trụ ở khu vực đường giữa của đối phương, nâng tổng lượng trụ hiện tại họ có lên tới con số 7 trụ, cộng với lượng tiền cách biệt lên tới 9.000 tiền. Với áp lực đến từ đường giữa, lính đang đẩy vào như vậy thì bên phía T1 UI họ lại đang tấu rỉa nửa cây Lehen và Doran rồi. Đó rồi, bắt buộc phải về, không còn lính nhưng T1 vẫn tràn vào được pha tốc biến kéo lần này không thành công. Nhưng cũng đủ áp lực để biến cho bên phía Genji phải lui về. Combo trúng thẳng vào Ophelia và Chovy. T1 đang muốn dứt điểm ván đấu này ở phút thứ 32 và họ có đủ cơ sở để làm được điều đó. Nhưng khá nhiều năng lượng của UAC đã bị tiêu tốn và họ đang phải lui về. Sóng bóng của Binet không chính xác. Genji vẫn đang cố gắng tràn lên. Binet sẽ phải có một cú nổ đâm cước đẹp nhưng hai lần sóng âm không chuẩn xác. T1 quyết định quay ngược trở lại thử và họ dọa được T1 lui về một nhịp. Lehen tốc biến lên và giữ chân được Honor, nhưng bán nguyệt thương đẩy Lehen về cô lập anh ta và khiến ta phải nằm xuống. Gumayushi vẫn đang có khoảng trống để bắn và Doran chịu không nổi. Hai điểm hạ gục dành cho bên phía của T1 và họ đang tràn tới Chovy chỉ còn khoảng chừng 30% máu. Zed tiến lại vào anh ta tốc biến vào bắt buộc Chovy phải tốc biến bỏ chạy, nhưng trụ của Genji không chạy được đi đâu cả. Và T1 sẽ vươn lên dẫn trước 1-0 sau ván đấu đầu tiên. Họ vẫn còn đang muốn có thêm một vài mạng hạ gục. Binet lao ra nhưng đá của anh ta không có bất nhiều tác dụng. Và anh ta phải trả giá điểm hạ gục vừa rồi là thứ 19 dành cho T1, thứ 20 và dứt điểm ván đầu tiên.